ngày qua, miền Bắc nước ta đang gồng mình chống chọi với hậu quả nặng nề của cơn bão số 3. Trong lúc cả nước hướng về vùng lũ, chúng tôi đã có mặt tại các tỉnh phía Bắc để ghi nhận những tấm lòng vàng đang ngày đêm không ngừng giúp đỡ bà con. Và một trong những cái tên không thể không nhắc đến, đó là Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, tỉnh Đồng Tháp. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động từ thiện, thầy Thích Thiện Quý hiểu rõ những khó khăn mà người dân vùng lũ phải đối mặt, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Bắc. Với tấm lòng từ bi của người con Phật, thầy đã cùng đoàn thiện nguyện vượt qua những con đường bị chia cắt, những sạt lở nguy hiểm để mang theo những phần quà thiết thực đến cho bà con. Mỗi phần quà trao đi không chỉ là vật chất mà còn là sự sẻ chia động viên tinh thần vô cùng quý giá. Nhiều ngày qua, thầy đã khẩn trương trực tiếp đi vào vùng rốn lũ, trao hàng ngàn phần quà cho bà con của các tỉnh như Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lào Cai. Sáng ngày 16 tháng 9 2024, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã kết hợp cùng đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát quà tại hai thôn Hồng Hà và Ninh Thuận, tỉnh Yên Bái. Sau đó khảo sát và hỗ trợ cho tiền mặt cho hộ bà cụ Đức. Căn nhà này là nơi trú ẩn bình yên gia đình cụ, giờ chỉ còn lại đống đổ nát với bùn lầy. Cụ Đức đã không cầm được nước mắt vui mừng khi được đoàn đến hỗ trợ. Con đường đến với những điểm trao quà vô cùng gian nan, sạt lở lũ quét khiến giao thông bị chia cắt, xé toạc nhiều đoạn đường. Nhưng với quyết tâm mang niềm vui đến cho bà con, Thượng tọa và đoàn thiện nguyện đã vượt qua tất cả. Không chỉ trao quà, Thượng tọa Thích Thiện Quý còn kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Đến nay, tổng số tiền quyên góp được đã lên đến hàng trăm triệu đồng, giúp hàng ngàn hộ gia đình ổn định cuộc sống. Hành trình của thầy Thích Thiện Quý không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một thông điệp về tình yêu thương, về sự sẻ chia. Và chắc chắn, những hạt giống yêu thương ấy sẽ tiếp tục nảy nở, mang đến một mùa xuân ấm áp cho những trái tim băng giá. Những hành động đẹp của Thượng tọa Thích Thiện Quý và đoàn thiện nguyện đã lan tỏa yêu thương, góp phần làm ấm lòng những người dân vùng lũ. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay của cả cộng đồng, bà con sẽ sớm ổn định cuộc sống và dựng lại nhà cửa.